Em Hòa xin kính chào quý vị anh chị nhé, cùng quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục đi săn cho quý vị anh chị chúng ta được một sản phẩm, một lô đất có tổng diện tích trên bìa là 3,2 hecta quý vị anh chị nhé. Ngoài thực tế sử dụng là được 3,6 hecta, bởi vì đất của chúng ta là nó giáp một cái suối và giáp ruộng quý vị anh chị nhé. Ở trên đất hiện tại là đang trồng trồng lạc quý vị anh chị. Đó, đang trồng lạc đất đỏ ba gian, có điện ba pha, có hồ và hai cái nhà quý vị anh chị nhé. Và bây giờ em Hòa sẽ quay chi tiết cụ thể cái vị trí sản phẩm lô đất này cho quý vị anh chị chúng ta cùng xem. Và theo trên màn hình quý vị anh chị đang theo dõi đây, đây là toàn bộ những cái mảng xanh xanh như thế này là gia chủ đã trồng lạc rồi, đang trồng lạc. Đó. Diện tích là 3,2 hecta, đường điện 3 pha này, có hai cái nhà này quý vị anh chị nhé, hai cái nhà và một cái hồ rất là lớn, hồ nhân tạo trải bạt như thế này. Nước tưới là không bao giờ hết nước quý vị anh chị nhé, không bao giờ hết nước. Và nó có khoảng 100 mét mặt tiền đường nhựa ở bên trên kia. Và cái vị trí sản phẩm lô đất này là thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Và từ vị trí sản phẩm lô đất này mà cách cái đường tỉnh lộ 438 thì nên rơi vào khoảng 80 mét thôi quý vị anh chị nhé. 80 mét là chúng ta ra đến được đường tỉnh lộ 438, đường thông từ huyện Chư Sê đến ngã ba La Sơn của thành phố Bà Lê Cu, đường tỉnh lộ, đường liên tỉnh quý vị anh chị nhé. Từ vị trí sản phẩm lô đất này chúng ta di chuyển ra đến ngã ba La Sơn thì nó rơi vào khoảng 15 km quý vị anh chị nhé. 15 km là quý vị anh chị đến thành phố Bà Lê Cu rồi, rất là gần. Một con đường 438 là chuẩn bị trong năm sau là sửa sang và làm lại là rất là đẹp. Đường lô đất của chúng ta là thuộc lô 2 của đường tỉnh lộ quý vị anh chị nhé. Đây là toàn bộ đường dây điện ba pha này, công tơ điện này, máy móc là đầy đủ hết quý vị anh chị nhé. Em cũng xin chia sẻ là cái lô đất này là gia chủ đang cho thuê trong thời hạn là 5 năm. Người thuê đã thuê được 3 năm rồi, là còn 2 năm. Nếu quý vị anh chị nào chúng ta mua, chúng ta chưa sử dụng luôn thì gia chủ sẽ nhượng lại cái tiền thuê là 2 năm đó cho quý vị anh chị chúng ta. Nếu quý vị anh chị chúng ta mua mà sử dụng luôn thì gia chủ sẽ giải quyết giữa bên thuê quý vị anh chị nhé, là quý vị anh chị có thể lấy về là sử dụng được cái đất này luôn quý vị anh chị. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết cái chất đất như thế nào, rồi nguồn nước ra sao, rồi tí nữa em sẽ bay một đoạn flycam kẻ ranh giới rõ ràng, rồi quý vị anh chị chúng ta tham khảo trên màn hình flycam, bởi vì diện tích này cũng khá là lớn quý vị anh chị nhé, khá là lớn. Và đây là cái chất đất của chúng ta nhé, đất đỏ ba gian, rất là đẹp này quý vị anh chị này, đất đỏ ba gian nhé, không sỏi không đá, nguyên cả một 3 hecta này là không có một tí đá nào quý vị anh chị nhé, đất rất là đẹp. Hiện tại thì đang trồng lạc, đang trồng toàn lạc đây quý vị anh chị này, thế đất là hơi triền thôi, thế đất là hơi triền, triền nhẹ thôi quý vị anh chị nhé, dưới giáp đất thì sẽ giáp gần giáp suối và giáp ruộng bậc thang, nước tưới là quanh năm. Và đặc biệt là lô đất của chúng ta cũng có 100 mét mặt mặt mương thủy lợi nữa quý vị anh chị nhé, 100 mét. Và chúng ta sẽ có hai cái nhà quý vị anh chị nhé, hai cái nhà dãy là nhà xây. Đó, chúng ta sẽ có hai cái nhà xây, nhà dãy như thế này. Đó, điện nước đầy đủ hết, có giếng ăn, giếng tưới, có hồ. Và em cũng xin công bố luôn cái mức giá bán mà gia chủ đang mong muốn là chỉ 80 triệu một sào thôi quý vị anh chị nhé, 80 triệu một sào là 800 triệu một héc, tổng diện tích là 3,2 hecta. Gia chủ ở đây thì công nhân đang làm này, đang phun thuốc rồi dọn cỏ này. Đây là giếng sinh hoạt nhé. Đấy, và bây giờ em Hòa sẽ lên cái đầu đường để quay cái mặt tiền đường cho quý vị chị chúng ta cùng xem nhé. Và em Hòa đã tiến ra cái mặt tiền con đường nhựa như thế này quý vị anh chị nhé. Lô đất của chúng ta là nó bám khoảng 100 mét mặt tiền đường nhựa như thế này. Đó, ranh giới thì rõ ràng hết rồi quý vị anh chị nhé. Nó khoảng 100 mét. Đó. Đây là lô 2 này.
lô 2 của đường 438 này. 438 là ngay cái cột điện kia quý vị anh chị nhá. Đó, ngay cái cột điện kia. Nó cách chỉ khoảng 80 đến 100 mét thôi quý vị anh chị. À, khu dân cư. À, khu dân cư ở cũng khá là đông quý vị anh chị nhá. Và đặc biệt là cái nguồn nước của chúng ta rất chi là đảm bảo đấy quý vị anh chị. Nó có thêm khoảng 100 mét mặt bờ mương nước thủy lợi được xây rất là kiên cố, rất là bài bản như thế này rồi. Đây quý vị anh chị này. Đó, mương nước thủy lợi nhé. Chảy rất là mạnh quý vị anh chị. Vừa mặt tiền đường nhựa này, vừa mương nước thủy lợi này, vừa có giếng, vừa có hồ, vừa có nhà rồi. Quý vị anh chị nào chúng ta quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì liên hệ ngay cho em Hòa nhé. Và bây giờ em Hòa cũng xin kết thúc video tại đây. Quý vị anh chị đang xem kênh, cho em Hòa xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta có thể nhận về những video cũng như là sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất chúng em nhé. Em Hòa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị anh chị vào những video cũng như là sản phẩm tiếp theo của em Hòa nhé.